trong lòng mình chứa tràn. Tiếng pháo vui vang đó đây ơi rộn ràng. Kìa một xuân đã. Năm nay nhân dịp năm mới và cũng là cái năm mà nhờ trời, nhờ Phật, nhờ người ông lên được cái tuổi 90. Các cháu về đông đủ, anh chị em và các cháu nội cháu ngoại về giờ đông đủ nhà ông rất phấn khởi. Thì cuối cùng ông chỉ mong là các cháu cố gắng học tập cho thật tốt. Thế và các cháu là có tuổi lao động thì cũng lao động tích cực để mong rằng cái sự phát triển của gia đình nó được toàn diện, vừa kiến thức, vừa có nghĩa vụ với xã hội, vừa có trách nhiệm với gia đình. Thì đấy là cái điều cuối cùng ông mong muốn là các cháu thực hiện cho nó thành công nha. Đây là phát biểu đấy rồi. Năm nay anh được lên tuổi 90 thì em anh được về quê để mừng thọ, để cùng với tất cả anh em nội ngoại con cháu chắt trong gia đình. Thì em chúc anh là mãi mãi trường thọ. Em có chút quà để mừng gửi anh. Rồi, 5 năm nữa lại được mừng thọ 9 năm tuổi. Năm nay nhờ ơn trời Phật tổ tiên, năm nay ông được cái tuổi 90, con cháu chắc trong gia đình nó cụ cái mừng thọ tuổi 90, chúc cụ tuổi 90 được mạnh khỏe. Rồi ông cảm ơn. Rồi, bố can luôn. Năm nay cô 90 tuổi, con cháu chúc cô mạnh khỏe và sống lâu. Rồi, cảm ơn. Công cha như
sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc những ngày sẽ gặp lành, Tết sau đường nhiều lắm hơn Tết nay. Tết đêm đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và người bán trứng xanh chào xuân đang say. Trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa, trong tiếng trong xuân long phụng về đây sông gầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phương, một năm mới an khang bình an đầm ấm. Mừng Tết đến và hát đến nhà nhà, cây mai vàng cánh đào hồng thắm tươi, chúc cụ già đi xuân theo sông to cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sau được sẽ gặp lành, cái sầu đường nhiều lâu hơn Tết này.
Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn 2024 cùng được tuổi tròn 90 xuân. Các cô, các ông, các bà, các bác và tất cả các em dân bản thân này. Hôm nay tôi nhờ trời nhờ Phật, nhờ người phù hợp cho sáu việc chiến tranh của mày. Thế định trên nhịp năm mới thì có tổ chức liên hoan một mình của nó. Và cũng là một năm mới để các cô, các ông, các bà và các bạn để các cô đến dự trong vui này. Tôi rất là cảm động và cũng nhân dịp đầu năm xin kính chúc tất cả các cô, các ông đang năm mới mạnh khỏe và đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn các cô. Và cũng rất mong muốn là quý vị dành cho một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào đón ạ. Nhưng nhà dựng nó đến tròn khôn, chúc chúng tất nhiên tới kỷ quần, sắc thái hôm nay người đã độ, hình tất nhà kinh vệ nhân, thấm tình ra biệt tươi vương đẻ, còn nghĩa mây vương đẻ chúng mây, xây dựng tình vệ tất nhiên ấy, hòa trường an định vượt mắt thân. Nguyễn Duy Năng là anh trai của Nguyễn Duy An đã gửi tặng cho người em trai của mình. Vâng, xin được là thay mặt các con trai gái dâu rể cháu cháu đồ quà xin được cảm ơn cụ ạ. Vâng. Xa.
về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha. Như lòng chúng con luôn nguyện làm người con hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thắm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời.